Xin chào quý vị khán giả của kênh Luxury Guide Sống Phải Chất Tôi là Vân Anh và hôm nay tôi có mặt tại đây để tìm hiểu thêm về một loại nho đặc biệt để làm nên tên tuổi của rượu vang nổi tiếng thế giới Đó chính là Pinot Noir Pinot Noir là một thức uống lãng mạn hẳn ai cũng đã từng nghe qua Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ về nó chưa? Hãy cùng tôi và Sommelier Lê Thu Hương khám phá nhé! Chào chị Hương, chị đã sẵn sàng cho các câu hỏi ngày hôm nay chưa ạ? À? Chị đã sẵn sàng rồi em. Điểm nổi bật nhất của nho Pinot Noir là gì vậy ạ? Nho Pinot Noir vốn là một giống nho đỏ có uh, từ rất lâu rồi và nó vốn là giống vang đỏ cực kỳ thanh lịch, quyến rũ và sang trọng nổi tiếng trên thế giới. Tại sao vang đỏ Pinot Noir lại được ưa chuộng như vậy ạ? À? Vang đỏ Pinot Noir vốn được ưa chuộng trên thế giới bởi rất là nhiều yếu tố khác nhau. Ngày hôm nay mình sẽ xin được chia sẻ một vài các cái điểm chính thôi. À, thứ nhất thì ở đâu có chardonnay thì ở đó có pinot noir bởi vì chúng có chung một cái điểm chung về cái điều kiện sống và cái độ thích hợp với khí hậu và thời tiết ví dụ như vùng Bourgogne nổi tiếng của nước pháp hai giống nho chính ở vùng này là pinot noir và chardonnay pinot noir cũng vốn là một giống nho có rất nhiều mùi hương thơm có màu rất là nhạt Thế tuy nhiên rằng màu nhạt nhưng không chắc là rượu lại nhẹ đâu nhé Bởi vì nó vốn có rất nhiều vị axit chua cao ở trong nước nho Làm cho rượu vang có độ chua cao, có độ chát mịn và dịu Nhưng độ chát thì không hề thấp Tùy vào điều kiện sống của nó ở mỗi một nước trên thế giới, Pinot Noir sẽ đem tới rất nhiều hương vị khác biệt và thú vị. Ở đây có thể nói rằng Pinot Noir phản ánh đúng chính xác terroir, nơi mà nó được sinh trưởng. Terra là một cái thuật ngữ dành cho hầu hết tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của quả nho cũng như là vùng đất trồng nó. Ví dụ khí hậu, thời tiết, vùng đất, chất liệu của đất, độ cao và các cái quyết định của những người trồng nho và quyết định của những người làm rượu. Vì vậy nên tôi có thể nói rằng các bạn đừng chọn Pinot Noir theo niên vụ, hãy chọn Pinot Noir theo nhà sản xuất và theo vùng đất mà mình yêu thích. Pinot Noir cũng vốn là một giống nho có vỏ mỏng, vị chua cao, nhiều hương thơm và độ cồn thấp. Chính vì vậy nên nó rất là tốt cho sức khỏe. Nho có vỏ mỏng và dày dặn chất resveratrol là những chất giúp cho cơ thể của chúng ta sống khỏe mạnh. Chị có thể giải thích thêm về hương vị đặc trưng của Pinot Noir là gì được không ạ? Hương vị đặc trưng của Pinot Noir vốn là rất nhiều hương vị của các loại trái cây mộng đỏ, ví dụ trái dâu chẳng hạn, phúc bồn tử, việt quất và đồng thời rất là dày dặn chất axit chua cao, vị tannin chát đậm nhưng dịu. Pinot Noir cũng có rất là nhiều mùi hương thơm của gia vị khô, mùi của đất và mùi của cả hoa nữa. Thế thì vang Pinot Noir thường được kết hợp với những món ăn nào vậy ạ? Pinot Noir vốn được mệnh danh là một trong các loại nho tạo ra loại rượu vang đỏ cực kỳ có nhiều cái sự biến đổi, phù hợp với nhiều loại thức ăn khác nhau và có thể nói hầu hết tất cả các món ăn đều có thể dùng với Pinot Noir trừ các món và rất là cay và nóng. Với độ axit chua cao, nó có thể phối hợp với rất nhiều các cái món ăn có độ axit chua cao tương ứng hoặc các món như sushi hay là sashimi. Với độ chát dịu và mềm mại của nó, nó cũng có thể hoàn toàn đi với các món thịt, ví dụ như thịt da cầm, thịt trắng, thịt đỏ và ngay kể cả các cái món khó phối hợp nhất như gà tây, gà, vịt hay món bò hầm, bùi nhồng nữa. Ồ, thật thú vị khi Noir còn phối được cả với món cá nữa. Vì sao lại như thế ạ chị? chính bởi vì nó có độ axit chua rất là cao cho nên là nó có thể hoàn toàn đi với các cái món cá biển và độ chát rượu của nó không ảnh hưởng đến vị tanh của cá ví dụ chúng ta có thể dùng cá hồi cá ngừ các lại tắc tà bò tắc tà cá à, các loại capaccio hay là một số các cái món mà rất là khó phối hợp với ngay kể cả, cả rượu vang trắng và một số các loại rượu vang đỏ khác chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó với pinot noir Một người có thể nghĩ rằng canh tác nho Pinot Noir rất dễ. Suy nghĩ này là đúng hay sai vậy chị Hương? Sai nha. Pinot Noir vốn được mệnh danh là giống nho đau lòng, đau lòng cho những người trồng trọt và đau lòng cho những người làm rượu. Nó vốn rất hay thay đổi và cực kỳ khó trồng. Vỏ của quả nho khá là mỏng, do đó nó rất là dễ bị nhiễm nấm và dễ bị nhiễm các cái bệnh khác từ cây nho hoặc dễ bị ăn bởi các con côn trùng cũng như là các cái con vật ở trên vườn nho. Pinot Noir vốn là cái nhỏ cái chùm nho có cái cái các cái quả rất là nhỏ và chặt với nhau chính vì vậy nên càng rất là dễ bị thối và nấm và cũng chính vì lý do này mà Pinot Noir trở thành một trong các cái giống nho làm ra rượu vang có cái sản lượng khá là thấp trên thế giới. Vậy còn quá trình lên men Pinot Noir thì có gì đáng chú ý không mẹ chị? Pinot Noir vốn là giống nho đỏ được làm ra các loại rượu vang đỏ, rượu vang hồng, rượu champagne và một số các cái loại rượu vang sủi bọt khác với phong cách là dry style, có nghĩa là rượu vang không ngọt. Pinot Noir có thể được sử dụng ủ trong các thùng thép hoặc các thùng gỗ sồi khác nhau. Kích cỡ của thùng gỗ sồi cũng như chất liệu của thùng gỗ sồi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hương vị của rượu vang thành phẩm cô shock hay là maceration sẽ là những từ ngữ chuyên môn các bạn nghe thấy rất nhiều trong quá trình lên men của rượu vang Pinot Noir. Em có một thắc mắc là nguồn gốc của cái tên Pinot Noir đến từ đâu vậy à, chị Hương? Pinot Noir có quê hương từ nước Pháp. Pinot có nghĩa là quả thông hay là hình cái nón. Chính vì vậy nên là cái chùm nho Pinot Noir cũng có cái hình giống như quả thông và cái nón như thế này. Và đó chính là từ Pinot. Còn Noir là màu đen là chỉ cái nhóm nho này có da nho màu sẫm. Pinot Noir có nghĩa là chùm nho có hình nón của trái thông và có da màu đen. Ra là vậy, từ Pinot nghe có vẻ rất quyên thì phải. Giống nho này còn có biến thể nào khác không ạ chị? Pinot Noir vốn có gia đình cực kỳ đông đúc các anh em. Ví dụ nó có thể có rất nhiều các biến thể như Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Grigio, Pinot Meunier và Aligoté cũng như một số các cái giống nho khác nữa. Bà Francis Robinson đã từng viết trong quyển sách White Grape của mình, Pinot Noir vốn là một gia đình đông đúc anh em với rất nhiều các biến thể về màu sắc. Tuy nhiên, nó có chung một mã gen các bạn ạ. Chính vì vậy nên mình rất mong các bạn hãy thử tất cả các loại Pinot Noir khác nhau hoặc là các loại Pinot khác nhau để tìm ra sự tương đồng cũng như là sự khác biệt của gia đình này nhé. Em không biết là có câu chuyện nào thú vị đằng sau cái tên Pinot Noir không vậy chị Hương? Pinot Noir vốn nó có cái tên này từ rất là lâu đời rồi bạn ạ. Thế tuy nhiên rằng Pinot Noir cũng có rất nhiều các cái nickname đi kèm với nó, như mình đã chia sẻ lúc ban đầu, nó là một giống nho được gọi là giống nho đau lòng hay được gọi là heartbreak grape. Đau lòng vì nó rất là dễ bị nhiễm bệnh Đau lòng vì rất là khó trồng trọt Và đau lòng vì nó có sản lượng rất là thấp Và giá tiền thì khá là cao Ngoài ra ở Đức Thì Pinot Noir có một cái tên rất là đặc biệt Nó được gọi là Spätburgunder. Ngoài ra nữa Thì nó còn có một trong các cái nickname Được mọi người nhớ đến rất là lâu Được đặt bởi ông uh, André Stelischep Một trong những nhà làm rượu vang rất là nổi tiếng Vùng California Ông đã từng nói rằng Chúa đã tạo ra Cabernet Sauvignon, nhưng người tạo ra Pinot Noir chính là ác quỷ. Chị Hương có thể nêu ra ba tính từ để miêu tả Pinot Noir được không ạ? À? Sang trọng, tinh tế và phức tạp. Đây chính là ba phẩm chất của Pinot Noir, nó khiến cho tất cả những người sành rượu vang đều yêu thích nó, đều muốn sưu tập nó và đều muốn sở hữu nó. Nơi đâu là quê hương của vang Pinot Noir vậy chị? Nói đến Pinot Noir chúng ta nghĩ ngay đến một vùng của nước Pháp đó chính là Bourgogne Nơi đây 100% rượu vang đỏ đều được dùng nho Pinot Noir để sản xuất ừ. Khi nói đến Bourgogne Red Wine chính là rượu vang được làm 100% từ Pinot Noir Bourgogne cũng vốn trồng Pinot Noir từ rất lâu rồi các bạn ạ Nó vốn được uh, sáng tạo, được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và được phát triển bởi các linh mục từ thời Trung Cổ trên thế giới thì đâu là vùng trồng phù hợp dành cho Pinot Noir vậy ạ? À? Pinot Noir rất là thích hợp với những vùng đất có khí hậu mát mẻ. À, ví dụ như là nước Pháp có vùng Bourgogne, vùng Champagne, nước Đức với rất nhiều các vùng như Pfalz, à, Baden hay là Ahr và rất nhiều các cái vùng khác. À, một số các cái đất nước thuộc thế giới mới ví dụ như Chile, Argentina hay là nước Úc chẳng hạn cũng là những cái đất nước rất là nổi bật trong việc trồng Pinot Noir và sản xuất rượu vang đỏ Pinot Noir. Vậy thì không biết là Pinot Noir có liên quan gì tới rượu champagne không ạ chị? Tất nhiên rồi bạn. Pinot Noir vốn là một trong những giống nho cực kỳ quan trọng được trồng ở vùng Champagne. Nơi đây nó được trộn cùng với cả nho Pinot Meunier và Chardonnay để tạo ra những chai champagne quý giá độc đáo và sang trọng. Khi champagne chỉ được làm từ nho Pinot, nó sẽ có một cái tên rất là đặc biệt, đó chính là Blanc de Noir. Pinot Noir trồng ở những vùng khác nhau sẽ có hương vị khác nhau ra sao vậy chị? À, pinot Noir vốn kể câu chuyện về nơi mà nó được sinh ra. Chính vì vậy nên nó phản ánh rất là rõ cái vùng mà trồng ra nó. Ví dụ pinot noir ở những vùng rất là mát mẻ hay lạnh lẽo sẽ cho ra những mùi hương thơm có tông rất là cao. Các cái mùi hương của quả mọng đỏ như quả dâu tằm, quả dâu, quả anh đào, quả phúc bồn tử, quả việt quất vân vân và vân vân. Đồng thời nó cũng có cái độ chua rất là cao và độ chát rất là dịu. Ở những nơi ấm áp hơn thì nó thường cho ra những loại rượu vang mà đậm đà, ngọt ngào và độ chát và độ chua cũng dịu xuống rất là nhiều làm cho nó trở thành một loại rượu vang rất là thân thiện với rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau. Chị Hương có thể miêu tả hương vị của Pinot Noir ở cụ thế giới sẽ có phong cách như thế nào không ạ? ở những cái vùng cựu thế giới hay mình còn gọi là những đất nước thế giới cũ ví dụ như là đức này ví dụ như là pháp ý thụy sĩ và một số các cái nước khác pinot noir ở đây rất là thanh lịch rất là quyến rũ rất là tinh tế và đồng thời giá thành cũng rất là cao nó có cái hương vị rất là thanh độ chua cao độ chát mịn và rất là thích hợp để ủ trong tất cả các thùng gỗ sồi chị hương cũng có thể chia sẻ hương vị của pinot noir ở từng thế giới thì sẽ ra sao không vậy ạ? Rượu Pinot Noir ở Tân thế giới thì thông thường sẽ có tông mùi hương trầm thấp hơn so với cả thế giới cũ. À, tại đây thì Pinot Noir cho ra những chai rượu có độ axit chua cũng như là độ chát dịu xuống, hương trái cây chín đậm đà và tỏa nhiều mùi hơn, có thêm mùi hương của các loại gia vị khô làm cho Pinot Noir trở nên cực kỳ quyến rũ và rất là thân thiện với nhiều món ăn. Xuất hiện ở nhiều nơi như vậy thì không biết đâu là loại Pinot Noir được yêu thích nhất vậy ạ à chị? Câu này thì rất là khó trả lời bởi vì Pinot Noir được yêu thích bởi nó có rất nhiều phong cách khác biệt. Tùy vào tình hình tài chính cũng như là sở thích của các bạn, các bạn có thể hoàn toàn chọn một chai Pinot Noir đến từ Bourgogne, à, Nui Saint Jacques hay là Gervais Champagne hay thậm chí chỉ uống Bourgogne AOC hay các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn một chai rượu vang Pinot Noir Spad Burgunder của nước Đức đến từ vùng Ahr fans, right hall hay là bất kỳ một vùng nào khác mà bạn cảm thấy mình phù hợp với hương vị của chai rượu đó. Hoặc các bạn có thể tìm đến thế giới mới, nơi New Zealand, California và nước Úc là những vùng đất cực kỳ nổi tiếng và rất là thời trang cho Pinot Noir thế giới hiện đại. À. Có vẻ như là nho Pinot Noir đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trên thế giới đúng không chị? Chính xác rồi em. Pinot Noir vốn được yêu thích rất mạnh mẽ và nó có một số lượng fan nhất định đó nha. Chính vì vậy nên rất là nhiều fan của Pinot Noir đã tạo ra một ngày đặc biệt để cùng nhau uống Pinot Noir và kỷ niệm ngày Pinot Noir ngoài đây đó chính là ngày 18 tháng 8 sắp tới và nó được tổ chức hàng năm bởi chính fan của Pinot Noir đấy. Oh. Do các phẩm chất của Pinot Noir mà chị Hương vừa chia sẻ thì em không biết liệu đây có phải một là một dòng vang đáng để đầu tư cho giới mộ điệu không vậy ạ? À? Chính xác rồi, bởi vì Pinot Noir vốn có thể được ủ trong thùng gỗ sồi rất lâu và nó có thể được gìn giữ qua hàng thập kỷ. Chính vì vậy, nên rất nhiều các nhà đầu tư nghiêm túc về rượu vang Pinot Noir đã tới các cái vườn nho và thậm chí mua sẵn một lô rượu cho chính bản thân họ và chỉ chờ đến ngày mà Pinot Noir sẵn sàng, họ sẽ đưa nàng về dinh. Cá nhân chị Hương thì thích phương vị Pinot Noir theo phong cách nào vậy chị? Chị là một người thích rất nhiều phong cách rượu vang khác nhau, có lẽ là tùy vào thời tiết, khí hậu tùy vào các món ăn mà mình lựa chọn hoặc là tùy vào những người bạn mà mình ngồi cùng mình sẽ chọn chai pinot noir mà mình yêu thích nhưng có một số các cái nhãn hiệu pinot noir mình đã từng trải nghiệm và rất là thích ví dụ như là Pascal jolivet hay là joseph bra thậm chí một số các cái dòng vang của đức ví dụ như là uh, db smith cũng là những nhãn hiệu mà mình khuyên rằng các bạn nên thử ít nhất là một lần để biết tới hương vị của nó ngoài ra thì mình không thể nhớ hết mình đã thử những loại pinot noir nào nhưng Pinot Noir đối với mình đó là một tình yêu và đó là một sự sùng bái. Xin cảm ơn chị Hương đã đồng hành cùng em để khám phá chủ đề đi khắp thế giới cùng nhau Pinot Noir. Cảm ơn Vân Anh cùng với tất cả các quý vị khán thính giả đã lắng nghe mình chia sẻ về nho Pinot Noir và mình tin rằng sau buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Vân Anh cũng như là rất nhiều các quý khán thính giả sẽ có thêm nhiều thông tin về Pinot Noir hơn và càng thêm yêu thích giống nho này hơn nữa nhé. Nếu bạn thích chương trình, xin hãy vui lòng like, share, comment trên kênh YouTube của Luxury Guy sống phải chất. Chương trình sẽ được ra mắt hàng tuần vào thứ ba lúc 4 giờ chiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.